Báo cáo với lại các thượng đế, video này mình thực hiện test luôn và ngay, ngay và luôn, cho nó nóng. Test xong thì bọc ni lông, đóng vào thùng xốp, để ngày mai mình gửi cho người anh em có cái bụng tốt ở tỉnh Kiên Giang. Người anh em gửi tới bản mình hai chiếc, một chiếc đài Sony CFS710SE. Mình đã có video test radio, test băng cassette và đã bọc ni lông vào rồi. Bây giờ test nốt cái cục máy này để bọc ni lông đóng vào thùng xốp. Video này mình thực hiện test radio, video sau thì test về phần băng cassette. Hạnh phúc như người nông dân cày xong thửa ruộng. Hạnh phúc như người nông dân làm cho chiếc đài nó rên rỉ lên nha. Thì ở đây thì mình chỉ đề cập đến đài thôi, thế còn đương nhiên là vẫn có khả năng để làm cho cái khác nó rên rỉ lên nha. Đấy. Các thượng đế trên dải chữ S Lưu Văn Ý nha, Lưu Văn Ý. Đó là gì? Đó là nhà sản xuất Sony trang bị cho cái tính năng rất chi là đặc biệt mà không phải chiếc đài nào của hãng Sony cũng có. Đó là gì? Đó là cái tính năng mà khi ta nghe băng cassette ấy, ta tạm dừng là cái đài nó ngắt tiếng sôi, không có một cái tiếng sôi gì im re nha. Đấy, khi tua là chỉ nghe thấy cái tiếng bộ bộ cơ nó chạy, bánh răng nọ nó cọ vào với bánh răng kia, nó phát ra cái âm thanh thế thôi, chứ còn ở loa là không có một cái tiếng gì. Đấy, chứ còn ví dụ như đài Sony 715 rồi 710 rồi Sony 3 số 7, 2 số 7, KW 75 vân vân và vân vân, không có cái tính năng đấy. Chỉ có mỗi chiếc này mới có cái tính năng đấy. Tua không sôi này, chỉ nghe tiếng cơ cơ kêu đây, volume này. Này, nếu mà có tiếng sôi ra loa thì sao? Mình đã nghe thấy có một số đồng chí nói là theo tiêu chí của người nông dân là Phan Đình Đáp, chiếc đài này ấy mà khi tua mà phát ra tiếng sôi ở loa thì theo quan điểm của người nông dân là Phan Đình Đáp. Với người khác mình không biết, cũng làm gì để tránh để lại những cái lời bình luận nhảm nhí trên kênh YouTube nha. Đấy. Nghề chơi nó rất công phu. Cái tính năng của cái hãng này, người ta trang bị cho cái tính năng là tua không được phép sôi, thì bây giờ cũng làm thế nào để khôi phục được khi tua cũng không được phép sôi, tua hai chiều, muốn tua chiều nào thì tua nha. Này, nếu mà sôi thì Phan Đình Đáp là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, bây giờ play này, phát nhạc này, tạm dừng này. À, đây này, volume mở hết cỡ này. Ôi dồi ôi. Đấy, vì nó không dám sôi. Tại sao nó lại không dám sôi? Vì nó lại sợ mình dựa vào định luật bảo toàn năng lượng, đó là mọi thứ không tự nhiên sinh ra và cũng chẳng tự nhiên mất đi, chúng chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Tức là nếu nó mà sôi là mình chuyển trạng thái sang Phan Đình Đáp nha. Thế này là nó không sôi. Thôi, bây giờ mình test radio để các thượng đế thấy được như thế nào là trong veo, như thế nào là trong như nước mưa. Mình là con dân của bản, thế nên là có nhiều thứ trong hơn. Ví dụ như pha lê chẳng hạn, người ta nói trong như pha lê. Thế nhưng mà mình là con dân của bản, nên là nước mưa nó trong lắm, nên là mình ví von nó trong như nước mưa thôi nha. Ui, ca nhạc. Ca nhạc thì không được rồi. Chuyển băng sóng AM trước nhá. Băng sóng AM đấy. Xin hỏi hộp thư Ngọc Ánh. Tôi sắp sửa đi du lịch và có s.coh.com.vn. AM đấy, AM thì của hãng Sony nó chỉ thế thôi. À, cái này chưa lắp loa vào, sách thì nó lại chạy ra. Thôi, em nhá. Đây, bắt đầu xuất phát từ đây nhá. Đây này, bắt đầu xuất phát từ đây này. Đấy, em nhá. Để cho nó nhanh thế, nhưng mà trong quá trình mình dò sóng mà gặp cái đài nào người ta phát chương trình ca nhạc là mình phải bỏ qua nha, vì không bỏ qua lại phạt vào bản quyền. Xem trang của tụi em trình diễn. Rồi nếu mà anh muốn giao lưu với tụi em lên ca thì em sẵn sàng luôn. Dạ. Dạ. Cái đài hở không có giao lưu ca được không?
Rồi hôm nay là mình giao lưu từ ha. Dạ. Và nếu mà mình thì có đi giao lưu các địa phương chị hay là chỉ hiện tại chỉ một điểm vậy thôi, không bắt cái loa và có xoay chân dần. Điểm là hàng tuần. Dạ. Của Trang Phương Nam. Còn nếu mà giao lưu thì tốt hơn. Dạ vâng, thế là bà xã thì hôm nay đã nấu cháo chưa? Cháo não cơm thuốc. Vừa xong là đài có bản. Đài có bản bao giờ cũng vậy, sang cái VOV giao thông ấy, nó khác ngay. Thôi thì em cứ coi như đây không phải là ngày hội khoe của VOV giao thông đi. Mà gần đây có khoe lắm. Em coi như đây là anh đang truyền động lực tích cực cho những ai còn cô đơn, để sớm là tìm được yêu thương của mình thôi nhá. Chứ có hạnh phúc mình lên này, đúng là khoe khoe. Khoe với ai? Tách loa này, loa này nói này. Loa này không được phép nói này. Loa này nói này. Dạ, thôi chuyện của em thì cứ loa này không được phép nói. Nếu loa này mà nói thì lại phản đình đám. Em thì đang muốn hỏi là thì cái nhân duyên thì anh bây giờ anh phải chia sẻ bí kíp và thoát ế cho quý vị thính giả. Ai mà còn cô đơn. Thế là anh đi tìm bản đồ, đi tìm kho báu nhà anh bằng cách nào vậy? Nhân duyên ra làm sao? Anh kể em nghe với. Trên Facebook. Trên Facebook. Đấy, để em cảm ơn anh, bởi vì là như thế này thì quý vị thính giả mới tin được rằng là có những nhân duyên mà đến từ Facebook luôn. Biết đâu giờ này có khi là chồng hay vợ tương lai của mình vẫn đang nằm ở trong tin nhắn chờ. Thế các bạn thính giả lại cứ muốn đọc số điện thoại trên sóng, nhưng em bảo là qua Facebook nhiều khi nó mới là gọi là một cái bước lọc để xem là ai là người mà thật lòng với mình, mà ngay khi mà họ mà đã có cảm tình với mình rồi thì đương nhiên họ sẽ xem dòng thời gian của mình rồi, qua đấy cũng một phần nào đấy để kiểm chứng xem là người này liệu có phải là người phù hợp để mình dành thời gian làm quen không chẳng hạn, đúng không anh? Wow. Thế là lướt Facebook xong rồi là ôi ca nhạc không được. Tôi cũng áo của tôi sau này sẽ giữ gìn nó, tiếp bước tôi như tôi đã tiếp bước cha mẹ tôi. Ôi giời ơi, thế này thì chả vỗ đùi đen đét thì còn vỗ cái gì nữa, nó cứ trong veo. Thiệt là biểu diễn từng động tác thị phạm để cho các cháu học theo. Để truyền nghề, cô thành lập một đội chơi dâm và múa chằng có 10 cháu tham gia đến với buổi tập trước sân nhà của cô Sa Quyên. Đúng, lúc sáng con bé An gọi về hỏi, nhà mình vẫn làm ba mâm cúng như mọi khi hả mẹ? Rồi nó thiêu thỉu, sao mẹ không thuê ô xin cho đỡ khổ? Con không thấy vợ ông tổng giám đốc nào lại cặm cụi như mẹ. Lần sau mẹ đặt cỗ cúng cho đỡ vất vả mẹ ạ. Nàng toàn ậm ừ qua chuyện mỗi lần các con đề cập việc thuê ô xin. Dù Triển không cấm nàng thuê ô xin, nhưng nàng không biết làm gì cho hết mười mấy tiếng trong ngày cả. Trước đây khi còn đi làm, con cái còn nhỏ phải thuê người đã đành. Còn 3 năm nay nàng nghỉ hẳn việc ở nhà, sao phải thuê người? Có người lạ trong nhà cũng không thoải mái lắm. Nàng lại không muốn người thứ ba nào biết đến những bí mật của nàng trong ngôi nhà này. Chồng nàng họp hành tiếp khách khứa ngoài nhà hàng là chủ yếu. Có khi cả tuần chỉ ăn một bữa cơm ở nhà hoặc ngủ ở nhà một đêm. Trước kia khi nàng còn trẻ, còn mơn mởn như một bông hoa, Triển còn tiếp khách ở nhà. Còn bây giờ, người đàn bà đã vào tuổi 45, sơ sát, hao gầy. Triển không còn hứng thú đưa bạn về nữa. Thi thoảng Triển về, nhưng là về bất chợt, không theo khung giờ nào cả và cũng không bao giờ báo trước. Nàng đi siêu thị hay thăm hỏi ai cũng chỉ mau chóng mà về. Nàng sợ, nếu bất thình lình Triển về nhà không thấy nàng, anh ta sẽ lấy sơn đỏ đánh một dấu lên phím Dương Cầm. Tổng cộng, sau 3 năm nàng nghỉ việc. Không được, ca nhạc không được. 12,7 đấy, nhưng mà đang ca nhạc không được. Kể, có lần Triển bảo, nếu tính cả những... Nó dễ dò sóng như này, như này. Hay đàn Dương Cầm không đấy, đủ này. Phím để... Vì sao anh ta vạch phím đàn? Vì cây đàn Dương Cầm đắt đỏ này là món quà sinh nhật đầu tiên khi nàng về nhà chồng. Anh ta đặt mua từ Nhật. Nàng phải học đàn những bản nhạc mà anh ta thích nhất để trước mỗi bữa ăn hay nhà có khách, nàng còn đàn cho tất cả mọi người nghe. Ai cũng thấy rằng chồng nàng gia trưởng kỳ cục và ghen tuông bệnh hoạn.
nhưng không ai dám góp ý, bởi chồng nàng giàu có là người đem đến cho họ những mối lợi. Nàng đang giặt thảm dưới vòi nước thì Triển về, người nồng nặc mùi men rượu đắt tiền. Hắn vứt cái cặp lên ghế. Đúng là trong veo, đài của người nông dân nó cũng chỉ được đến thế thôi, nó cũng chỉ trong như nước mưa thôi nhá. Thế nhưng mà đấy, về phần băng cassette, nếu mà tua mà sôi thì Phan Đình Đáp, nếu như bờ lây mà tạm dừng mà sôi cũng Phan Đình Đáp, như thế cũng là ưng cái bụng lắm rồi, vì mình là người nông dân này nhá. Hỏi thế về cái vấn đề chất lượng này nó vẫn còn khiêm tốn lắm, các đồng chí cũng lượng thứ cho người nông dân. Thân ái chào tạm biệt. Video sau sẽ test về phần băng cassette. Merci.